Đây là Oppo Reno 8 Pro, một chiếc điện thoại tầm trung cận cao cấp nhưng lại mang trong mình rất là nhiều các yếu tố flagship. Ví dụ như là sạc 80W, đây là sạc của flagship rồi, bởi vì ngay cả Oppo Find X5 Pro của mình, một chiếc điện thoại flagship của Oppo, cũng đang sử dụng sạc 80W như thế này. Tiếp tục nữa, đó là Oppo Reno 8 Pro có bộ nhớ trong mặc định nhé các bạn nhé, đã là 256GB rồi. Đây là bộ nhớ trong tiêu chuẩn của các flagship bây giờ. Thậm chí một số hãng còn để điện thoại flagship bộ nhớ trong tối thiểu chỉ có 128GB thôi. Nhưng Reno 8 Pro đã có bộ nhớ trong 256GB. Nó cũng có một con chip khá là mạnh mẽ, đó là con chip Dimensity 8100 Max. Có thiết kế kính và khung viền là kim loại giống như là flagship. Viền màn hình thì cũng khá là mỏng, cũng như là bộ camera của Oppo Reno 8 Pro là tương đối tốt đấy, nhưng mà không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là cái Oppo Reno 8 Pro nó sẽ phải có những nhược điểm, đúng không ạ? Và trong một khoảng thời gian rất là dài trải nghiệm ở dòng này thì mình đã đúc kết được rất là nhiều các ưu nhược điểm của dòng này. Và những ưu nhược điểm đó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video đánh giá rất chi tiết Oppo Reno 8 Pro ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đầu tiên ý, là khi mà đánh giá một cái điện thoại, mình sẽ luôn luôn để ý đến cái hộp phụ kiện của nó trước. Bởi vì là khi chúng ta mua điện thoại về mà, cái điều đầu tiên chúng ta làm sẽ là mở hộp điện thoại. Và cái việc mở hộp điện thoại ra nó sẽ là cái ấn tượng đầu tiên khiến chúng ta có thiện cảm với cái điện thoại này hay không. Thì thực sự Oppo Reno 8 Pro cho mình cái hộp phụ kiện rất là thoải mái luôn. Ngoài cái việc là nó có sạc siêu nhanh 80W, chỉ mất có 30 phút là sạc đầy pin, thì nó còn có một cái ốp lưng đi kèm theo máy như thế này, để nếu như chúng ta có thả rơi như thế này thì cũng không sợ bị làm sao cả. Tất nhiên đấy là việc chúng ta thả rơi trên mặt phẳng thôi, chứ còn nếu mà chúng ta thả rơi trên những cái vật nhọn như này thì kể cả bạn có lắp kính cường lực rời đi chăng nữa nó vẫn vỡ bình thường nhá. Và thậm chí Oppo còn có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này nữa để giúp chống xước cho cái phần mặt trước đấy. Một số hãng bây giờ ấy, thì họ bảo vệ môi trường bằng cách là họ bỏ đi cái ốp lưng, rồi là bỏ đi cả củ sạc luôn, nhưng Oppo vẫn cho chúng ta ốp lưng với cả củ sạc. Không phải là không bảo vệ môi trường đâu, mà là để bảo vệ người tiêu dùng. Được chưa ạ? Ok, rồi, nói vui vậy thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp đến phần nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái phần ốp lưng này ra. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thiết kế thì sao? Thiết kế đẹp hay là xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Đấy, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy là đầu tiên là về mặt chất liệu cái đã. Kính với cả kim loại thì rõ ràng đây là những cái chất liệu gọi là sang trọng rồi, đúng nào? Cái mặt lưng kính của cái dòng này thì nó là mặt lưng kính bóng, nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Tuy nhiên là với cái phiên bản màu xanh mà mình đang cầm trên tay này thì cái mồ hôi và dấu vân tay trông nó sẽ đỡ bị nhìn rõ hơn so với những phiên bản tối màu. Và chúng ta cũng có thể giải quyết bằng cách là chúng ta đeo thêm ốp lưng thôi mà. Bởi vì mình nghĩ là khi 10 người được tặng cái ốp lưng đi kèm này thì chắc là cả 10 người chúng ta sẽ sử dụng luôn, chứ cũng ít khi chúng ta sử dụng máy trần. Cái mặt lưng ở phía sau ấy thì nó thiết kế theo cái kiểu là cái phần module bao quanh cái cụm camera này nó đồng màu với cả cái phần mặt lưng ở phía sau. Đấy, nên là ví dụ như với bản thân mình đi, mình là một cái người mà có hiệu ứng nó hơi sợ lỗ một tí đấy, thì mình nhìn nó sẽ chưa được quen mắt lắm. Nhưng mà có nhiều bạn ấy thì các bạn lại thích cái kiểu này, bởi vì trông nó đơn giản, nó gọn gàng hơn đấy. Và cái ấn tượng ở phía mặt lưng ấy là ấn tượng đến từ cái cụm đèn flash này. Đây là cái cụm đèn flash hình tròn đấy, nó sẽ khiến cho mình rất là thích ở cái chỗ đó. Và cái đèn flash này thì chúng ta cũng có thể vẽ chữ V lên trên màn hình để mà bật cái đèn flash này lên. Thì đấy cũng là một cái tính năng rất là hay của ColorOS. Đấy, thực ra là ColorOS thì nó cũng có nhiều tính năng vui vẻ lắm. Ví dụ như là ngoài cái việc vẽ chữ V để mở khóa màn hình ra, chúng ta có thể vẽ chữ O để mà mở camera, hay là vuốt ba ngón tay như này để chụp ảnh màn hình. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, ok. Chúng ta sẽ nói tiếp nào. Về phần mặt trước thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy là viền màn hình này làm khá mỏng, có vân tay ở bên trong màn hình. Đấy. Tuy nhiên là cái vị trí đặt cái cảm biến vân tay này mình thấy nó hơi thấp. Đấy. Ví dụ như là cái Oppo Find X5 Pro của mình ý, thì Oppo họ đặt cái cảm biến vân tay nó trên cao như này, thì lúc mình mở khóa rất là tiện nhá, mình không phải với đâu, mình chỉ chạm vào đây là được. Nhưng mà đối với Oppo Reno 8 Pro thì mình phải hơi với xuống như này. Đấy, thì hy vọng là Oppo trong những phiên bản sau họ sẽ cải tiến nâng cái cảm biến vân tay lên cao một chút. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần cảm giác cầm nắm thì sao. Cảm giác cầm nắm thì mình thấy là khá là ổn. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cần phải chú ý một điều, đấy là cái phần khung viền này thì nó sẽ làm tương đối vắt cạnh, nên là khi chúng ta cầm vào nó sẽ hơi cấn tay đấy. Và khi chúng ta vuốt vào như này này, đấy, thì ở cái chỗ mép màn hình này, cái chỗ điểm tiếp giáp giữa cái phần dán màn hình với cái phần viền này này, đấy, chúng ta sẽ cảm thấy hơi gợn tay một tí. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là
Cái này là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được để đánh đổi lấy một chiếc điện thoại mà có một cái cảm giác cầm nắm rất là chắc tay, chúng ta sẽ không sợ bị trơn hay là không sợ bị rơi máy hay là không sợ cái cảm giác mất an toàn khi mà cầm điện thoại đâu. Nói chung ấy là thiết kế của Oppo thì mình đánh giá là tương đối là đẹp mắt, chất liệu ok và trông rất là trẻ trung. Đấy, trẻ trung giống như trẻ trung lại đáng yêu giống nhiều. Cái con gấu bông này. Đó, đấy chưa ạ? Ok. Và chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao? Chiếc điện thoại này sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,7 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Về kích thước màn hình và độ phân giải như thế là mình thấy cũng tương đối phù hợp rồi. Tấm nền thì là AMOLED, có vân tay bên trong màn hình và tần số quét thì là 120Hz. Màu sắc rồi là góc nhìn ở trên cái màn hình này thì rất là tốt. Tuy nhiên, cái màn hình này thì mình sẽ thấy có một điểm trừ. Đấy là độ sáng của nó chưa được cao nhé các bạn nhé. Độ sáng trung bình của màn hình này nó sẽ rơi khoảng 500 nits. Còn độ sáng tối đa khi mà ra ngoài trời, trời nắng ấy, thì nó sẽ có thể up được lên 950 nits. Thế tuy nhiên là với cái độ sáng tối đa như thế thì khi chúng ta ra ngoài trời nắng gắt ấy, thì chúng ta xem nó sẽ không phải quá thoải mái đâu. Đấy, bởi vì đối với màn hình AMOLED bây giờ thì mình cần một cái điện thoại mà nó có độ sáng phải tầm trên 1000 nits cơ. Đấy, thì như thế thì mình mới đánh giá cao được. Và với cái độ sáng tối đa nó chỉ rơi khoảng 950 nits ấy, thì khi mà các bạn mang cái điện thoại này ra ngoài trời nắng gắt, ví dụ như là một tầm buổi trưa chẳng hạn, thì nó sẽ có một hiện tượng đấy là mất chi tiết ở trên màn hình. Đấy, thì đối với những cái màn hình mà độ sáng rất là cao thì khi mà ra ngoài trời nắng gắt nó sẽ ít bị mất chi tiết hơn. Còn những cái sản phẩm mà có màn hình độ sáng không được cao thì khi mà ra ngoài trời nắng gắt nó sẽ bị hiện tượng là mất chi tiết. Đấy, thì đấy cũng là cái nhược điểm của màn hình này. Đấy, tuy nhiên là nếu mà bạn sử dụng điện thoại phần lớn ở trong cái điều kiện kiểu là văn phòng hay là bên trong nhà hay là không phải là những cái nơi mà kiểu như là nắng gắt cái thứ ấy, thì mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp thôi, chứ không phải là điều gì đó khiến nó quá khó chịu cả. Về phần hiệu năng thì sao? Về hiệu năng ấy, thì con chip Dimensity 8100 Max với những cái trải nghiệm thông thường như này nhé thì là khá mượt mà nhé. Về việc các bạn sử dụng để lướt Facebook, YouTube, TikTok các thứ thì thôi không cần phải bàn tới làm gì, nó mất thời gian ra. Còn về trải nghiệm chơi game ấy, thì mình thấy là thời điểm hiện tại nó vẫn chưa được tối ưu hóa quá tốt đâu. Đấy, Admin Kha thì cũng đã có một cái video test game rất là kỹ về cái sản phẩm này rồi. Đấy, các bạn có thể xem cái phần tổng hợp của Admin Kha sau khi đánh giá test game cái chiếc Oppo Reno 8 Pro này để biết được là cái hiệu năng của nó như nào. Tóm kết lại thì mình thấy rằng là về mặt trải nghiệm của em này ấy, thì nhìn chung là nó đã bị lock ngay từ khi mới vào game rồi, chỉ có 50 FPS thôi, không là được 60. Sau đó thì nó chốt cứng ở mức là 40 FPS và từ đó trở đi thì nó luôn luôn duy trì một cái mức FPS ổn định như thế. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái thông số GPU nó đã lock tới là 95% rồi, là max công suất rồi. Với con chip Dimensity 8100Max này thì thôi coi như là nó cũng gọi là bung hết hiệu năng, nó chỉ nằm ở mức đó thôi. Chứ nó cũng không phải là đầu voi đuôi chuột, mới vào thì nó mượt, sau đó nó drop, nó lag này kia thì nó cũng mệt. Và xét trên một biểu đồ tổng thể thì mình thấy rằng là con này nó cũng khá gọi là ổn định đấy, tức là nó không có những hiện tượng drop sâu xảy ra quá nhiều, mà nó đều ở mức 39-40 FPS như thế. Rồi, và các bạn vừa mới xem cái đoạn mà Admin Kha tổng kết về khả năng chơi game nhé. Chứ còn với mình thì là một người rất ít chơi game thì mình không quá quan trọng cái điều này. Nhưng mà cái điểm mà mình cảm thấy ưng ý ở trên cái phần cấu hình của Oppo Reno 8 Pro ấy, đấy là phần bộ nhớ trong tối thiểu đã là 256GB rồi. Điều này rất quan trọng bởi vì mình rất hay chụp ảnh và quay video cũng như là lưu trữ phim ảnh nhiều, nên là bộ nhớ trong thoải mái là cái điều mà mình rất cần thiết. Cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là hiện tại mình đang sử dụng hai cái điện thoại Oppo, đấy là Oppo Find X5 Pro và Oppo Reno 10X Zoom, thì cả hai cái điện thoại này đều có bộ nhớ trong là 256GB và thời điểm hiện tại thì mình đều sử dụng hết tầm khoảng 140 cho đến 150GB ở trên một trong hai cái chiếc điện thoại đó. Đấy. Nên là nếu mà đây mà là bộ nhớ trong 128GB thì chắc chắn là sẽ không đủ dùng đối với bản thân mình nhá. Mình không nói với tất cả mọi người, nhưng rõ ràng với bản thân mình thì bộ nhớ trong 256GB nó sẽ thoải mái hơn. RAM của chiếc điện thoại này là 12GB và nó sẽ mở rộng được thêm RAM qua bộ nhớ trong. Tuy nhiên điều đó đối với mình thì mình cũng không quan trọng luôn, bởi vì mình chỉ cần quan trọng là cái RAM gốc của nó là bao nhiêu thôi. Chứ còn cái việc mở rộng qua bộ nhớ trong ấy thì mình thấy là cái sự khác biệt nó sẽ không nhiều. Đấy, nhưng mà RAM 12GB là quá thoải mái cho mình trong các cái tác vụ đa nhiệm rồi. Và mình cũng nói luôn đấy là khi mà sử dụng cái điện thoại này thì không bao giờ nhé, mình nói luôn là không bao giờ mình tắt ứng dụng đa nhiệm đi. Đấy, mình cứ để đa nhiệm cái thứ thoải mái như này thôi, chứ không bao giờ phải tắt đa nhiệm đi làm cái gì cho nó mất thời gian cả. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về phần camera thì sao. Về camera thì mình sẽ chụp ảnh nó trong những điều kiện mà nó khó, kiểu như là ngược sáng này hay là thiếu sáng. Chứ những điều kiện đủ sáng thì mình nói thật chứ chụp qua thì nó nhanh thôi. Chứ nếu mà đủ sáng ấy thì con nào nó sẽ đẹp hết. Đấy, chủ yếu là thiếu sáng hay ngược sáng thì như thế nào. Đấy, thế thì đầu tiên
là mình chụp ảnh ngược sáng đối với cả camera selfie. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, độ chi tiết cho ra là khá tốt. Mặt mình thì vẫn đủ sáng và cái phía nhà phía sau kia thì nó không xảy ra cái hiện tượng là cái background ở phía sau nó không xảy ra hiện tượng bị cháy. Và thậm chí là cái camera này nó còn có cái chế độ đấy là zoom số lên 2x ở phía trước luôn để chúng ta có thể nhìn thấy rõ mặt như này luôn. Cả như không, như đây chỉ là zoom số thôi nhá. Và cái camera trước của cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có cả giả lập nữa cơ các bạn ạ. Camera trước của nó bản chất ý, thì nó là 0.8x như này. Thế xong rồi nó sẽ crop lại một chút thành 1x và chúng ta sẽ zoom số lên 2x ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì mình nghĩ là nó cũng tương đối là tiện đấy, nhưng mà nó chỉ có một camera thôi chứ không phải là nó có ba camera trước thôi nhá, chú ý nhá. Nó chỉ có một camera ở phía trước thôi. Thế thì cái điều kiện chụp ảnh xóa phông thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Thì khi xóa phông ấy thì cái background phía sau, đặc biệt là cái phần ở phía trên đầu mình, phần vùng trời ấy, nó đã bị cháy rồi. Đây sẽ là một cái nhược điểm của nó này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Hay như là với bức ảnh này cũng thế. Đấy, nhưng mà nếu mà với bức ảnh chụp ảnh bình thường thì rất là ok nhá. Và mình cũng đã thử rồi, cũng rất là nhiều những điện thoại mà chụp ảnh ở trong cái điều kiện xóa phông ngược sáng thì nó sẽ xảy ra hiện tượng bị cháy như này. Còn với chụp ảnh ở trong cái điều kiện đủ sáng hay sao? Đây, các bạn có thể xem là trời Hà Nội bây giờ là cũng đã chuẩn bị bước vào mùa đông rồi. Đúng nào? Và trời Hà Nội bây giờ thì thực sự là chất lượng không khí là cực kỳ tệ. Đấy, nên là bụi mù cái thứ lên luôn, nhưng mà chụp ảnh này các bạn nhìn này, góc rộng nó vẫn ổn nhá. Đây là camera chính này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Hay là với cái việc zoom số, cái sản phẩm này không cao ra tele đâu, nhưng mà zoom số lên 2x này, độ chi tiết giữ lại vẫn là khá tốt. Các bạn nhìn này. Đó, được chưa? Còn cái camera chụp ảnh ở trong cái điều kiện trong nhà đây, trong ngay trong cái lúc mà video mình mở hộp ra, mình cũng chụp ảnh trực tiếp luôn, thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết ở trên râu của mình, ở trên tóc của mình rất là rõ luôn này. Đấy, hay là cái chữ Sony ở trên máy ảnh này, từng cái chi tiết vải ở trên áo của mình nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Nghĩa là độ chi tiết ở trên camera của sản phẩm này là khá tốt. Tuy nhiên trong cái điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ xảy ra vấn đề như này. Đấy là đối với cả camera góc siêu rộng, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là nó bị noi khá là nhiều và độ chi tiết giữ lại là không cao. Và khi mà mình zoom lên ấy, trong cái điều kiện thiếu sáng như này này, thì các bạn sẽ thấy ra là những cái vỡ hạt ở trên cái camera góc siêu rộng rồi. Nên là với camera của sản phẩm này, khi mà các bạn chụp ảnh ở trong cái điều kiện thiếu sáng ấy, thì mình khuyên các bạn là nên chụp ảnh bằng camera chính. Thì cái camera chính cho ra chất lượng rất là tốt trong điều kiện thiếu sáng. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn. Đấy, hay là zoom số lên 2x ở trong điều kiện thiếu sáng như thế này cũng khá là ổn đấy chứ. Còn chụp ảnh selfie ở trong điều kiện thiếu sáng thì sao? Đây là mình chụp ảnh với cái điều kiện mình đứng ở ngoài ban công nhà mình nhá. Lúc đấy thì mình chỉ bật cái bóng đèn ở trên ban công thôi, và cái bóng đèn này không phải là sáng, mình nói luôn, cũng khá là tối. Nhưng mà bức ảnh chụp ảnh selfie ra này trong điều kiện thiếu sáng là tốt, như thế này là tốt, độ chi tiết giữ lại là rất cao. Hay như là mình tắt đèn ở ban công đi nhá, tắt đèn ở ban công đi thì nó cũng sẽ cho một chất lượng nó khá là tốt như này này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Còn đây là mình sẽ cho các bạn xem qua ba cái đoạn video mà mình quay cái chiếc điện thoại này. Một là ở trong cái điều kiện bên ngoài ban công, trời đang thiếu sáng, mình quay để xem là nó lấy nét như nào, nó thu âm như nào, và đứng ở bên ngoài ban công để làm gì, để kiểm tra luôn là với cái việc là trên trời thì gió rất là to, ở dưới thì xe cộ đi lại khá nhiều, để xem là với cái điều kiện âm thanh phức tạp như thế thì sau này nó thu âm ra sao nhé. Đấy, hay như là bức ảnh quay video bằng camera trước đây. Đấy, trong cái điều kiện thiếu sáng này, cũng như là quay video ở trong nhà thì nó sẽ như nào. Đấy, rất nhiều các cái điều kiện luôn để cho bạn thấy được là cái khả năng quay video thu âm ở sản này như nào. Mời các bạn xem ba đoạn video sau. Và bây giờ là mình đang quay bằng camera sau của chiếc điện thoại Oppo Reno 8 Pro. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, lấy nét cực kỳ tốt luôn nhé các bạn nhé. Và để gần như này thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng xóa phông mờ mịt luôn. Và đây là quay video ở trong cái điều kiện cực kỳ tối nhé. Mình xin nhắc lại là cực kỳ tối luôn. Đấy, rồi mình bỏ cái này ra đấy, các bạn nhìn thấy không? Lấy nét lại, nó sẽ như thế nào? Rồi, đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ để cái camera này ra một chút. Đấy, để xem là cái khả năng quay video cũng như là thu âm của sản này như nào. Hiện tại là mình đang ở trên tầng 44 và gió rất là to. Thậm chí là phía dưới kìa, xe cộ rồi giao thông qua lại nó cực kỳ là ồn luôn. Đấy, để xem là cái sản này nó thể hiện cái khả năng quay video cũng như là thu âm ở trong cái điều kiện này nó sẽ như thế nào. Đấy, đây là quay ở chế độ 1x nhé các bạn nhé. Quay với những điều kiện mà nó rất tối như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy ra điểm noi rồi, nhìn ra những điểm rỗ, điểm vỡ hạt rồi. Nhưng mà rõ ràng là quay ở điều kiện tối như này là mình thấy là khá là ổn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, quay xuống phía dưới giao thông ở phía dưới đang di chuyển như nào này. Đấy, mình sẽ thử zoom ra một chút để xem như nào. Đấy, đây là mình đã zoom lên tầm khoảng 2.7x rồi đây này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ cái dòng chữ là Hải Phát Len ở kia nhé các bạn nhé. Ok, nhưng mà khi mà zoom lên như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị rung tay, cũng như là
khi mà zoom lên như này thì nó đã bị vỡ hạt rất là nhiều rồi. Và bây giờ là mình đang quay bằng camera trước của cái chiếc điện thoại Oppo Reno 8 Pro trong cái điều kiện rất thiếu sáng nhá. Hiện tại là mình đang đứng ở ngoài ban công nhà mình luôn. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái ánh đèn ban công là mình đã tắt đi rồi. Đấy, thế vậy thì nếu mà bây giờ bật đèn ban công lên thì nó sẽ như thế nào? Đây, nhờ bạn có thể bật đèn ban công. Đấy, nếu mà bật đèn ban công lên bây giờ thì nó sẽ rất là sáng như này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu bật đèn ban công bây giờ đây, đèn ban công bật lên rồi thì nó sẽ rất là sáng như này này. Đấy, để cho các bạn test luôn xem là cái khả năng quay video thu âm bằng camera trước của sổ này như nào. Hiện tại là mình đang đứng ngoài ban công và ban công của mình thì rất là cao, gió cực kỳ nhiều và phía dưới kìa. Phía dưới kia thì xe cộ đi lại rất là nhiều luôn. Đấy, cũng để cho bạn xem test luôn khả năng thu âm của sổ này nhá. Còn bây giờ là bọn mình đang quay ở bên trong studio của mình luôn. Đây chỉ là những cái bóng đèn bình thường thôi nha các bạn nhá. Những bóng tiếp bên trong phòng thôi. Thông thử nói một vài câu đây nè. Xin chào các bạn nhá. Đấy, để các bạn sẽ xem là khả năng thu âm như nào. Ở đây là nó sẽ lấy nét theo cả khuôn mặt luôn nhá. Nghĩa là kể cả mình đứng ở xa như này. Đấy, Thông cũng đứng ở xa kia, nhưng mà vẫn rõ được, rất là rõ khuôn mặt đúng nào. Đó, để chúng ta sẽ test luôn. Nói chung là phải test ở trong những điều kiện như thế này. Đây, đèn này là tắt đi rồi đấy nhá các bạn nhá. Đây, đèn ở dưới này nó tắt đi rồi này. Đấy, không lại bảo là bật đèn softbox lên. Đây, tắt hết đi rồi nhá. Ok chưa? Chỉ có bật mấy cái bóng đèn tip ở trong nhà nữa thôi. Và cái chiếc điện thoại này thì nó cũng có một cái tính năng nữa. Đấy là tính năng quay video kép. Đấy, nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà hay quay video TikTok ấy. Đấy, nó sẽ quay được cả camera trước lẫn camera sau song song cùng một lúc luôn. Cái chiếc điện thoại này thì nó cũng có một cái tính năng rất là hay. Đấy là quay video kép. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn có thể quay cùng lúc cả camera trước lẫn camera sau. Điều này sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà hay quay video ở trên TikTok chẳng hạn. Đấy, mình hay quay như này. Hay là những bạn mà hay sử dụng camera để đi du lịch chẳng hạn. Chúng ta vẫn có thể quay đằng trước mà vẫn có thể nhìn thấy mặt của chúng ta. Và chúng ta có thể đấy, di chuyển cái này đi được này. Đấy, rất là hay, rất là thú vị đúng không nào? Đây cũng là một cái tính năng mà mình nghĩ là khá là ổn của điện thoại Oppo. Và các bạn sẽ xem luôn là cả camera trước cả camera sau nó thì như thế nào nhá. Zoom lên một tí nào. Đấy, rồi đây chỉ là cái zoom số 2x thôi nhá. Mà nói như thế này này, các bạn nhìn này, quay video zoom số 2x này, nhìn rõ chữ Nam Cường Building luôn kìa. Ui, nhưng mà rõ ràng là với cái camera sau mà chúng ta quay như thế này ở trong điều kiện rất thiếu sáng như này thì nó sẽ bị noise rồi. Đây là cái điểm mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Đúng nào. Đấy, dưới kia là công trường cái thứ là đang hoạt động kìa, máy miếc cái thứ, rồi xe cộ qua lại rất ồn. Trên này thì tiếng gió phải gọi là gió thét cao luôn. Đấy, để xem là thu âm nó như nào, đúng nào. Còn đây là một cái đoạn video mà mình quay màn hình của chiếc điện thoại này. Đấy, quay màn hình live view của máy ảnh để cho bạn xem luôn là khi mà chúng ta quay màn hình live view của máy ảnh thì trông nó sẽ như thế nào nhá. Bây giờ mình thử quay màn hình cái giao diện camera của cái chiếc điện thoại này đây. Đấy, ở đây là góc siêu rộng nhé các bạn nhá. Đấy, ui. Ví dụ như quay ở bên trong phòng như này là mình thấy nét phết đấy chứ. Anh em nghĩa là kiểu như là live view nhìn như nào là anh em thấy được sự thật như thế luôn. Đây là góc siêu rộng này, thông quay cho anh em cái mặt trước cái quyển sách ra đây. Đúng rồi, 1x nhá này. Các bạn nhìn này, lấy nét theo mặt luôn này, các bạn nhìn nhá. Nhìn thấy cái cuốn sách kia nhìn rõ không? Nếu mà chưa nhìn rõ nhá, zoom số lên 2x thôi nó đã như thế này rồi này. Đấy, các bạn nhìn được không ạ? Đó, cho các bạn thấy luôn này. Dương Dê Studio to tướng này. Rồi, ok, bây giờ thì em thử đứng ra để anh cho các bạn xem. Ví dụ như đây, đây là 0.6x nhá các bạn nhá. Đấy, thôi cứ để em ghi đấy. Để anh thử quay nào. Đây là 0.6x này, 1x này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thấy đã thấy rõ những cái sợi chỉ ở trên ghế chưa? Vẫn chưa thấy đúng không? Zoom số vào 2x này. Các bạn nhìn này. Camera con này được phết đấy. Về cơ bản là cái camera của sản này rất là ổn luôn. Nó chỉ có một số những điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Ví dụ như là camera góc rộng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng này. Hay là camera selfie chụp ảnh xóa phông trong điều kiện ngược sáng thì nó sẽ bị cháy. Đấy, thế là những cái điểm mà mình chưa hài lòng. Còn lại thì về cơ bản là camera này thể hiện khá tốt. Thế còn về pin thì sao? Với viên pin 4.500 thì sau này mình đánh giá là thể hiện ở mức độ trung bình. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong một ngày làm việc của mình từ 8 giờ sáng cho đến tầm khoảng 5 giờ chiều thì mình chỉ còn có 15% pin thôi. Nghĩa là nó chỉ đủ dùng cho mình trong một ngày làm việc thôi nhá, chứ không phải là một ngày 24 tiếng. Nhưng bù lại thì nó đã có một cái sạc siêu nhanh 80W, mình chỉ cần cắm cái sạc một tí thôi là nó đầy pin rồi. Đấy, thì với cái sạc này thì mình cũng không quá lo lắng về vấn đề pin lắm. Còn về các yếu tố khác thì sao? Chiếc loa này có loa ngoài là loa kép và loa của nó nghe ở mức độ ổn, tuy nhiên âm lượng thì không quá cao. Và hơi đáng tiếc nó lại không có kháng nước kháng bụi. Đấy, kể mà có kháng nước kháng bụi thì mình nghĩ là nó sẽ hoàn hảo hơn.
Còn về sóng sánh nghe gọi những thứ thì khá ổn nhé, không điểm gì phải lăn tăn cả. Rồi là về phần mềm thì cũng đều là những phần mềm mới nhất bây giờ rồi. Đấy, ví dụ như với ColorOS như thế nào ấy thì mình cũng đã nói rồi, đã chia sẻ trong rất là nhiều video rồi. Mình thích nhất ColorOS ở các cái tính năng vuốt chạm, rồi là các cái tính năng cử chỉ thông minh ở trên cái màn hình. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình thích. Tổng kết lại thì Oppo Reno 8 Pro là một chiếc điện thoại có ưu điểm nhưng cũng có cả nhược điểm nữa. Đấy, tuy nhiên là nhiều bạn thì nói rằng là cái giá bán của thằng này nó hơi cao. Đấy, thì không biết là ý kiến của những bạn khác như nào với Oppo Reno 8 Pro. Và theo các bạn thì Oppo Reno 8 Pro giá bao nhiêu thì sẽ là hợp lý, thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại Cellphones đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Hiện tại Cellphones đang phân phối chính hãng cái sản phẩm này, và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của Oppo Reno 8 Pro qua đường link mình để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả video này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.